chào cả nhà đã đến Nông Nguy Cơ Trong Sang nha. Ngày hôm nay em có một kiện hàng từ bên Nhật gửi về. Đây là tem phiếu, cả nhà có thể thấy ha. Đây, Trong Sang ha. Đó. Thì trọng lượng nó 10kg, nó sẽ để đây nè. Đó. Đó. Bên em chỉ thấy được cái số 10kg và đọc được nhiêu đó thôi. Tiếng Nhật thì không rành. Rồi, bây giờ khui thùng cho cả nhà xem nha. Rồi, bên trong thùng này là con gì nha. Đó. Một em máy cưa nha cả nhà. Quá trời nhiều giấy luôn. Đây là tạp chí. Đó, không giấy báo nữa hay nha. Còn tạp chí. Đó. Ít tin nha cả nhà. Ít tin. Ít tin máy đây. Rồi. Tan tan tan. Ít tin phòng 38 super nha cả nhà. Đó. Máy quá đẹp. Rồi, mình thấy con máy đẹp ha cả nhà. Đó. Super. Ôi trời. Đây, con máy. Tuyệt vời ha. Đó. Nó còn miếng ní trên tay cầm này, cầm luôn mới ghê chứ. Đó. Đít nè cả nhà, trời ơi đít. Ôi ôi máy đáng đồng tiền mấy cạo. Ồ ôi. À để xuống đây nha cả nhà. Đó rồi. Bây giờ em sẽ tháo ra vệ sinh súc rửa con máy này nha. Xin chào cả nhà đã quay lại nha. Đây là bộ phận lốc máy của em Itin 038 Super được xách tay từ bên Nhật về. Đó, thì cả nhà đã xem con máy đầu clip. Đó, đã được em súc rửa sạch sẽ nha cả nhà. Phải nói con máy nó đẹp một cái. Đó, quá đẹp luôn, nhìn thất lòng nè cả nhà. Đó, qua lăng nè. Điện nè. Đẹp chưa? Cái lốc máy mà nó còn gì thì cả nhà cũng biết là con máy nó nằm ở dạng nào rồi ha. Ôi giời, thích máy. Đó. Thì máy móc thì em cũng sẽ nói cho nhà xem luôn là máy móc riêng nguyên bản 100%. Bên em chỉ tháo các bộ phận như ốp giật, bô, ốp lam và bình xăng con ra súc rửa thôi. Còn lại là hoàn toàn là đồ nguyên bản hết, không tháo ra nha. Đó. Vậy đây cho khách hàng dễ nắm được con máy như thế nào. Và đây là mặt tiền, mặt trước của con máy nha cả nhà. À, cái đít máy không chạy nhiều mà mặt máy sao chạy được. Rất là đẹp. Con máy này chỉ để sưu tầm thôi ha. Sưu tầm là chủ yếu và dân xài thì ít nha. Đó. Đây. Ở bê tông. Cầu dân ngang nha cả nhà. Đây. Đó, nhà có thấy dân ngang ha. Con này thì chưa đóng khói hai bên mép nha cả nhà. Đây hai mép nè. Đó. Đấy, rất là đẹp. À, đẹp chưa? Con này thì em nghĩ chắc cái lồng cái đầu bê tông trên nó không chưa đóng khói đâu nha cả nhà. Đó thì nhà thấy xem ha. Đó, cái lồng bê tông trên nè. Thấy chưa? À, chưa đóng khói nha. Máy những gì xài mới đã đáng sưu tầm, mới sưu tầm những con máy này. À. Con này hàng VIP ha, 102 luôn. Xách tay từ bên Nhật về mà nó còn cái phao này luôn, nhà có thể thấy được rồi. Đẳng cấp cỡ nào. Đó. Bên hông nè cả nhà. À, mặt trước ha, rồi sang tới bên hông. Nó xài đồng tiền luôn nha. Rin nó đã lên đồng tiền rồi. Đó, đã xài đồng tiền. Đồng tiền 3/8. Nhà có thể nhìn cái đồng tiền rin đó mà nó gì nè ha, nó mới tì nhẹ cái gì sơn vô thôi, chưa mòn luôn. Ốc thì 7 màu. Thật lòng. Bugi đang xài ghi boss nha, ghi rin theo nguyên bản theo cái máy trước giờ. Đó, boss nè. Thùng xăng thì quá đẹp, tuyệt vời, con này phải nói là tuyệt vời luôn. Đó. Khách hàng nào muốn sở hữu em này thì cứ liên hệ bên em, đó, số điện thoại trên màn hình cả nhà. Chỗ đó có Zalo 0868769344 nha. Và đây là phần bình xăng con. Đó, bình xăng con nha cả nhà. Nào. Đây là bình xăng con bình của Itin. Đó. Đã chưa? Mình gật money nè. Những con 038 mới có bình này thôi nha cả nhà.
Itin 038, đặc biệt dòng Super nhưng mà gum mới có dòng này nha. Máy mới bây giờ là không có nha. Đó, Itin nè, bình xăng con nó sẽ đóng Made in Germany vô bình xăng con luôn. Đó. Những con mới bây giờ thì nó không có, đã chưa? Đó. Này là cái lọc thôi, bình thường ha. Rất là đẹp. Bô nè cả nhà, đây là bô máy nha. Bô rin theo máy nha cả nhà. Đó. Nè, cái bô nè. Ha. Này nó còn chưa đen luôn, cả nhà thấy. Quá là đẹp luôn. Đây là bô rin nha cả nhà. Đó. Bô rin, đây ít tin nè. Nhưng mà đời này là đời bô kiểu như là đời quân đội xài ha. Đó. Bô rin. Bô thông. Bô nó khiếp rồi. Quá tuyệt vời luôn. Máy ốp lam đây nha cả nhà. Đây là cái ốp lam nè. Ôi nhìn ốp lam nè, tuyệt vời chưa. Đây là ốp lam rin theo máy nha cả nhà. Đó. Quá đã luôn nha. Phải nói là con này, đợt này con này về là quá đẹp. Cái con này là đẹp nhất là trong năm rồi ha. Nếu mà đây tới Tết có con nào đẹp hơn không nha. Đó. Nếu mà con này đây tới Tết không có con nào đẹp hơn thì con này vẫn giữ vị trí đứng đầu. Quá tuyệt vời. Tin ở nhà Wooly giật nè. Đẹp chưa? Rồi, bây giờ em sẽ gáp nhanh con máy này vô và mời cả nhà nghe tiếng máy nổ của con Tin gần như không sử dụng nha. Dạ em cũng nói thêm đây là phần dàn áo nha cả nhà. Đó, đây là phần dàn áo của con máy ha. Đó, đầu clip cũng quay thiếu. Đó, đây. Đó, Tin 038 Super nè. À, dàn áo rin nguyên bản theo cái máy. Đây, Itin nó đóng bên này. Con này thì Itin nó đóng nó bóp này, đó. Nhìn tình dạng máy thì cả nhà có thể biết được. Rất là đẹp nha. Rồi, bây giờ sẽ gắp vô. Bộ phận đầu tiên gắp vô là bình xăng con đó nha cả nhà. Đây, đây là bình xăng con đó ha. Bình Itin, đó, đã giới thiệu đầu cho nhà đó. Bình này thì mình cũng dễ gắn thôi. Tiếp theo là thằng lọc gió nha cả nhà. Đó, đây, lọc gió rin theo cái máy nha. Quá đẹp luôn ha. Gắp vô. Tiếp theo đây là cái phần bô máy nha cả nhà. Đó, giờ đây là bô máy nè. Ha. Đó, bô rin đó. Đẹp chưa? Tháo ra nha. Tháo ra. Đó. Ở trong nó sạch trơn luôn nha, máy ít xài. Máy mà cái họng bô nó không biết thối là cả nhà có thể biết được cái máy nó xài cỡ nào. Quá ít xài máy này. Bên này là phần ốp lam nha cả nhà. À, đẹp chưa? Quá tuyệt vời ha. Đây là ốp lam rin nguyên bản theo máy nha cả nhà chứ không phải ốp lam mới nha. À, nhà để ý nha. À, chưa? Nè. Quá tuyệt vời ha. Mày ảnh vô đây. Ốc vàng khè hết cả nhà có thể thấy ha. Vô. Máy này mà vì cưa dạng mà cưa siêu tầm thì hết bài, không đụng hàng nha cả nhà. Dòng này thì không đụng hàng. Đây là cái phần ốp giật nha cả nhà. Đó. Ốp giật của cái máy ha. Đây là ốp giật. Giật tin đã chưa? Giật tin nha. Rồi, bây giờ em sẽ gắp nó vô. Ok xong rồi nha cả nhà. Rồi, đây là hai phần áo gió nha nha, hai bộ phận cuối cùng nha. Rồi bây giờ sẽ lắp nó vô luôn nha. À, máy đã chỉnh chu quá đẹp ha. Giờ sẽ lắp nó vô.
Đây là cái wheel của cái máy nè. Bot. Ri này nguyên bản của cái máy nha cả nhà. Tuyệt vời ha. Đây là em Xtin 038 Super, hàng bên Nhật sách tay về. Nó đã được cả nhà xem clip đập thùng, gã gáp vệ sinh hoàn hảo hết rồi nha cả nhà. Đó, máy quá là đẹp. Và đây là bộ lam xích pin đó nha cả nhà. Đây nha cả nhà. Đó, đây đó. Đây là bộ lam xích pin Xtin. Lam này thì 6 tấc nha cả nhà, 6 tấc làm Xtin, làm rin theo máy ha, nguyên bản đó. Nhưng như cả nhà đã coi là clip về phần máy thì số dách rồi. Bây giờ sẽ giật máy nổ và không để cả nhà đợi lâu nữa nha. Mời cả nhà nghe tiếng máy nổ hơi máy nè. Đó, gạt lên nha. Rồi, khách hàng nào muốn sở hữu em máy VIP cực đỉnh ngày hôm nay thì cứ liên hệ bên cửa hàng ha, 0868769344, số đó có Zalo hoặc có thể người rồi đi gọi điện trực tiếp nha. Tin 038 Super, hàng nhập từ Nhật về. Rồi, clip đó đã đến đây đã kết thúc và xin chào cả nhà. Hẹn gặp lại lần sau. Và khách hàng nào chưa đăng ký kênh em hãy đăng ký kênh em, và ai chưa cho em một lượt like, clip này quá hay, máy này quá đẹp thì cứ cho em một like ha. Đó, bạn nào chưa đăng ký kênh thì hãy đăng ký kênh bên em, để bên em có thể đem đến những con máy đẹp cỡ như thế này ha, đẹp cỡ như thế này thôi chứ tham thì tham mấy nha ha. Thôi đừng có tham, cứ cỡ như thế này là được, quá là đẹp chứ con máy này. Rồi, clip đến đây kết thúc và xin chào nha, hẹn gặp lại lần sau.